Chào tất cả các bạn, hôm nay trong một cái bài tập rất là đơn giản nhưng nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều về cái tay trái của các bạn trong việc chúng ta giúp cho hai cái ngón này nó mạnh hơn bằng cái kỹ thuật gọi là hammer on pull up, tức là gõ vào và bung ra. Thì cái bài tập này nó chỉ áp dụng trên 2 giây thôi, nhưng mà các bạn có thể mở rộng ra từng cái cặp dây khác nhau để đánh được. Đó là áp dụng trên dây số 5 và dây số 3, tức là gì? Dì la và dì son. Thì kỹ thuật hammer-on thì nếu các bạn chưa biết thì chúng ta có thể hiểu là cái ngón tay các bạn, tay phải các bạn không cần đánh, tay trái các bạn gõ trực tiếp vào cái nốt, nó tạo ra, tạo ra nốt đủ lực thì nó sẽ tạo ra ha. Đó, các bạn gõ vào một cái nốt trực diện thì nó sẽ mở ra. Còn pull up tức là ngược lại, các bạn bung nó ra. Ví dụ các bạn đã đánh nốt này rồi, giờ bạn pull nó ra, các bạn bung ngón tay. Ví dụ bạn đánh này. Đó, thì chúng ta giật cái ngón tay ra để cho nó tạo ra cái nốt đó. Sau đó thì kỹ thuật này các bạn áp dụng trên những cái dây khác nhau. Nếu hai ngón như thế này thì nó sẽ như thế này. Hammer on, bạn đánh nó trước đây, các bạn gõ vào và nó sao. Còn pull up tức là các bạn đánh cái nó sao, các bạn bung nó ra cái nó trước, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta sử dụng dây buông. Dây buông tức là các bạn hammer on dùng một cái dây buông đó, hoặc là các bạn pull up cũng từ một cái dây buông luôn, để chúng ta một lần là chúng ta áp dụng một ngón tay thôi ha. Thì cái câu nó chia làm 3 đoạn, nhưng mà thực ra là cái kiểu đánh nó như nhau thôi ha. Đầu tiên chúng ta đánh như sao. Đầu tiên các bạn đánh ngay cái nốt la ngăn hai này, các bạn cứ bung, bạn bung nó ra thành cái nốt son. Các bạn đánh lên cái nốt đô ở trên này ha. Thì cái nốt đô trên này á, đầu tiên do các bạn phải kết hợp hai tay nó hơi khó, khi mà hai ngón này đều là hammer-on pull up, cho nên cái nốt đầu ở cái dây năm này mình sẽ vẫn đánh. Hai các bạn nhìn tay phải mình nha. Tức là cái ngón trỏ các bạn mình đánh dây buông này, mình hammer-on luôn nè, sau đó mình pull nó ra, thấy không? Thì câu chậm như sau nha. Chậm lại nha các bạn. Thì lúc cái đánh cái nốt đô đây, các bạn nếu quen rồi thì các bạn không cần gãi tay phải, các bạn chỉ hammer on vô luôn. Còn nếu không các bạn có thể đánh, nhưng mà ngay chỗ này chúng ta áp dụng như là pull up ngón này ha. Rồi tiếp theo các bạn nâng lên, tương tự thế tay này, các bạn nâng lên đây thôi. Ở đây là nó C, đây là nó rê, tương tự thôi. Lại hai câu ha. Như vậy, sau đó các bạn nâng lên tiếp. Thì lúc này khoảng cách ở đây á, nó không còn hai ngón này, mà nó lên thành cái ngón áp út của bạn ha. Chúng ta có nó đô đây và nó mi đây, và tương tự đó là cách mình đánh, mình gõ vào trực tiếp, còn mình không đánh phím, còn các bạn có thể áp dụng cũng được ha. Thì nguyên câu của chúng ta như sau. Thank you.
bạn áp dụng như thế này thì bạn thấy một tí, hai cái ngón này nó khá là mẫu, tại vì các bạn phải dùng cái lực của nó rất nhiều, nhưng nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều. Nếu được các bạn cứ đánh lên, dần dần lên trên này, không theo cái câu đó mình soạn ra nó có cái dây điệu, còn bạn nếu không các bạn thì tập thì những cái dây khác, ví dụ như là cặp dây 6 với dây 4 tương tự vậy. Tương tự như vậy ha, mình thể nghiên cứu cho những cái dây phía dưới cũng được, các bạn có thể đánh từng cặp. Đó, tương tự như vậy ha, vậy chúng ta tập được cái ngón của chúng ta cho nó mạnh hơn. Hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn nhé. Và nếu có điều kiện hãy cần đàn guitar, hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop của Khoa nhé, với các cây đàn guitar thùng rất là chất lượng như thế này, series đầu tiên logo Amigo luôn, rất là đẹp. Giá chỉ khuyến mãi chỉ có 1.900.000 mà thôi. Các bạn có thể xem cái link chi tiết về cái sản phẩm này tại phần mô tả và cái comment đầu tiên. Chúng ta có thể nhận được sự tư vấn bằng cái điện thoại, nhắn qua Zalo hoặc là chat trên Facebook nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Bye.